Rồi, xin chào chị các bạn, trở lại với chân ống xe hơi đến với mẫu bán tải của Mitsubishi Triton. Bản này là bản đặc biệt. Đấy, bản 780 triệu một cầu số tự động. Hiện nay thì 3 phiên bản Triton 650, bản 780 và bản cao cấp là hơn 900, cụ thể là 905 triệu thì đều được khuyến mại rất là sâu, giảm tiền mặt tương đương đâu đó khoảng 50% lệ phí trước bạ, và bên em tặng kèm thêm ít nhất là 1 năm bảo hiểm chân vỏ. Giá thật sự rất là cạnh tranh so với Ford Ranger hoặc là BT50, Nissan Navara, đúng không ạ? Bản này thì bán khá là chạy, dành cho những cái bác thích cái sự đẹp đẽ, trẻ trung, năng động. Mâm phay đấy, full đen, dán đề can, thanh thể thao đầy đủ, đúng không ạ? Chỉ có cái là nếu mà so mặt bằng giá mà so với cấu hình thì tất nhiên chúng ta sẽ phải đánh đổi, đúng không ạ? Nó có một tiếng trước xe đẹp, giá đâu đó gần 800. Tuy nhiên thì cấu hình chỉ là một cầu. Thật ra thì cấu hình hai cầu với các bác ở thành phố ấy đi thì cũng không hẳn là nhiều. Còn với Ford Ranger thì chúng ta có hai bản lựa chọn hai cầu số tự động là bản XLS hai cầu khoảng 708 và bản XLT là 803. Khuyến mại thì hai xe cũng tương đương nhau. Tuy nhiên thì Mitsubishi khá hào phóng khi mà tặng luôn một cái lót thùng cao su nguyên bản theo xe. Còn Ranger thì XLS thì chưa có các bác nhá. Đấy, đa phần bản bán chính sẽ là bản GLS một cầu số tự động 650 triệu, giảm ở đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng 20 triệu, tặng kèm 1 năm bảo hiểm 603. Tuy nhiên là nó sẽ thô hơn bản này khá rồi. Bản này 708 thì hiện nay lăn bánh nó chỉ khoảng dưới 800, suy ra là 800 triệu. Đó. Nội thất da nguyên bản là da nhá, hai màu thể thao thôi. Xe này thì mình về độ đẽo thêm một chút thôi, gọi là làm thêm cái màn gió đẹp thì thật sự là hết nước chấm. Ngoại thất thì không phải độ nhiều, tầm này đăng kiểm độ ngoài thì thật sự rất là khó đấy. Mình có một bộ vành cua lốp thật sự là ấn tượng, đúng không ạ? Một la răng cũng rất là đẹp, chả chê được gì đấy. Bản Triton ba bản, các bác nào có nhu cầu mua bán tải cần phân vân về Triton hay Ford Ranger thì đều có thể liên hệ qua bên em nhé, để được hỗ trợ tốt nhất. Đặc biệt là khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì bên em hỗ trợ sự rất là tốt và tiện lợi cho anh chị mà chúng ta không phải đi xa để mua xe, rất cạnh tranh và rất hợp lý ạ. Với lãi suất vay mua trả góp thời điểm này cho các bác bán tải làm ăn kinh doanh, bên em đang có gói hợp lý nhất là anh chị vay 5 năm tại ngân hàng CN Bank, dao động đâu đó khoảng 9,19% trong 6 tháng đầu và hơn 10% trong 54 tháng còn lại. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể vay ngắn hạn hơn và một số gói cố định lãi suất trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cụ thể như nào thì mình bốc máy alo giúp em nhé. Đó, hiện nay thì một số đầu xe đều được khuyến mại quy đổi tương đương với khoảng 50% lệ phí trước bạ. Giá xe thực sự rất là tốt và xe bọn em về nó rất là nhiều. Đấy, mình có nhu cầu thì bốc máy alo giúp em. Bọn em gửi vào giá và mình mua được một chiếc xe nó hài hòa hợp lý về tất cả mọi mặt nhé. Xin chào, gặp lại trong những cái video tiếp theo.